Chào các bạn, mình là Thỏ Mập của TechZone Studio. Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chiếc laptop Ultrabook cao cấp của HP có tên là Elebook X360-1030G3 với màn hình 120Hz và giá của nó lên tới 4X. Muốn biết nó như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi vào chi tiết luôn nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem qua cấu hình của chiếc máy. Toàn thân được làm từ kim loại nhẹ 1,2 kg. Ngoài logo HP, cách điệu mạ trôm trên nắp máy thì gần như máy không có bất kỳ họa tiết nào khác. So với bản Elebook G2 thì viền màn hình được làm mỏng hơn 50% bằng công nghệ viền màn hình siêu mỏng, làm cho Elebook G3 trông cao cấp hơn. Độ cứng của băng lề rất vừa sức. Tuy nhiên phần nam châm hút nắp và thân máy hơi chặt. Dù mình đã dùng hai tay để mở nhưng mình vẫn cảm thấy rất là khó khăn. Chỉ khi dùng lực lên 2 mép ngoài thì mới có thể mở được. Có thể thấy cổng microSD đã bị lược bỏ, thay vào đó là một cổng USB-C có Thunderbolt 3 giúp cho chúng ta có thể truyền tải dữ liệu nhanh hơn, và cổng USB 3.0 Type A có khả năng sạc cho các thiết bị ngoài khá là tiện dụng. Do laptop có khả năng xoay gập thành tablet nên là nút nguồn được điều phối sang bên cạnh trái để có thể sử dụng dễ dàng hơn. Với khe nano SIM thì còn tùy vào phiên bản, bản trong bài này hiện không sử dụng được. Dù không rơi vào tình trạng khan hiếm cổng kết nối, nhưng HP vẫn tặng thêm cho chúng ta một cái hub bọt, hay còn gọi là cổng trung chuyển, một thành nhiều cổng khác nhau. Và trên thị trường, giá của chiếc hub bọt tặng kèm này rơi vào khoảng trên 1 triệu đồng. Mặt sau không có gì. Bên phải có bộ chỉnh âm lượng, hai cổng USB Type-C cộng Thunderbolt 3, khóa laptop HDMI 1.4. Bên trái chúng ta có USB 3.0 Type-A, Audio Micro Combo Jack, nút nguồn, khe SIM Nano. Màn hình có độ phân giải Full HD trên kích thước 13.3 inch đến từ Chimay, mật độ điểm ảnh trung bình là 165 ppi. Và đây cũng là một trong những lần duy nhất mình bắt gặp một chiếc laptop văn phòng cảm ứng và có tần số quét 120Hz, mặc dù không phải là laptop gaming. Tuy rất hoan nghênh sự đầu tư này từ hãng, nhưng thực tế mà nói với một chiếc laptop văn phòng và cũng không được định hướng dành cho việc đồ họa, thì liệu sự quyết định này có phải là sự đúng đắn khi góp phần đẩy giá thành của chiếc này lên cao so với tần số quét 60Hz thông dụng? Elebook 360 có nhiều sự lựa chọn về độ phân giải màn hình từ Full HD cho tới 4K, và độ sáng màn hình cũng có sự khác biệt giữa 400 nits Full HD và 700 nits Full HD. Tuy nhiên sự khác biệt này dường như không được quảng bá rộng rãi cho lắm. Màn hình được phủ một lớp kính cường lực Corning Gorilla siêu bền và chống trầy. Tuy nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời thì màn hình gần như không còn thấy được gì nhiều. Thử nghiệm trong 4 RAM cũng không khá hơn gì mấy. Hy vọng phiên bản có công nghệ chống lóa sẽ ổn hơn. Tấm nền IPS quen thuộc giúp màu sắc màn hình rực rỡ nhất có thể. Đi kèm với máy là một chiếc ActivBench G2, hay còn được gọi là chiếc bút mực kỹ thuật số dùng để thao tác trên màn hình cảm ứng. Và chiếc bút này hoạt động bằng cách sạc pin. Trên bút chỉ có 3 nút vật lý và chúng ta có thể tùy chọn từng thao tác trên từng nút trong phần Pen and Window In. Các tính năng trên Window In Workspace không nhiều. Để nâng cao việc ghi chú, chúng ta có thể cài thêm phần mềm Notebook Pro của Microsoft với đầy đủ các công cụ từ vẽ tay cho đến chèn hình vào. Tiếp theo chúng ta hãy cùng điểm qua một số công nghệ đặc biệt đến từ HP. HP Jumpstart, tính năng hướng dẫn sử dụng nhanh các thao tác khi mới làm quen máy. HP PC Hardware Diagnostic Window có thể hiểu nôm na là một mini showroom với hầu hết các thông tin của máy như CPU, RAM. Đồng thời, đây cũng là một công cụ kiểm tra hoạt động của hệ thống và các bài test hữu ích như Disk Read Verify CPU Stress Test. HP PhoneWire kết nối với điện thoại Android hoặc iOS để có thể nhận tin nhắn cũng như nghe điện thoại trực tiếp trên laptop. Đặc biệt, thông qua Wi-Fi, HP PhoneWire có thể chiếm quyền sử dụng màn hình của điện thoại, đồng thời sử dụng trực tiếp trên màn hình của laptop. Lưu ý, tính năng này chỉ có trên phiên bản cảm ứng. HP WorkWise quản lý dữ liệu từ xa thông qua Wi-Fi và Bluetooth khi kết nối với điện thoại. Bàn phím của Elebook X360 không có nhiều thay đổi từ bản cũ, vẫn là công nghệ bàn phím HP Premium Collaboration, hành trình phím sâu và êm, và khi mình gõ thử thì nó có phát ra một số tiếng lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Trên hàng phím đa nhiệm thì có hai nút Call. Mình nghĩ hai nút này chỉ hoạt động với phiên bản có hỗ trợ SIM Nano. Đèn bàn phím hai cấp độ sáng, hai phím điều hướng trên dưới vẫn nhỏ xíu hơi khó bấm. Touchpad được giữ nguyên kích thước 11.1 x 6.5cm từ bản 1030G2. Độ mượt thì không có gì để bàn cãi và không có dấu hiệu delay khi thao tác. Âm thanh được quảng bá đến từ hãng Bang & Olufsen. Ngoài âm lượng lớn thì loa gần như không có điểm nào nổi bật với bass yếu, khô, mid trung bình và treble yếu. Chỉ nên mở âm lượng từ 70%, còn trên nữa thì loa sẽ nghe rất là chói tai. Với những bài hát yêu cầu sự hợp tác giữa ba dãy bass, mid và treble thì loa xử lý hơi tệ. Điểm mạnh có thể kể tới là hệ thống loa nằm bên trên giúp âm thanh trải đều ra hai phía.
Tuy nhiên, chỉ thích hợp với các dòng nhạc như Pop, Acoustic, dàn micro kép với HP Noise Cancellation giúp lọc tiếng ồn xung quanh để mang lại hiệu quả cao khi mà chúng ta gọi điện trực tuyến. Hệ thống bảo mật toàn diện là điểm mạnh mà mình khai thác được sau 2 ngày sử dụng. AirPods X360 có nhiều phương thức xác thực người dùng như nhập mật khẩu thủ công, mã pin, quét dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt thông qua camera hồng ngoại, chip TVM xác nhận phần cứng. Bên cạnh đó, máy còn được hãng trang bị một số công nghệ đặc trưng như là HP Strata có khả năng bảo vệ BIOS theo thời gian thực và phục hồi về trạng thái ban đầu nếu phát hiện có sự thay đổi trái phép nào đó. Công nghệ HP Client Security hỗ trợ cơ chế xác thực đa yếu tố, tăng cường tính an toàn của tài khoản của chúng ta so với khi mà chúng ta chỉ dùng một yếu tố để đăng nhập. HD công bố camera của X360 G3 có độ phân giải Full HD, nhưng trên thực tế mình thấy là chất lượng của hình ảnh không mấy khả quan khi hình ảnh bị nhiễu hột rất nhiều trong môi trường thiếu sáng. Và thậm chí ở những nơi ánh sáng ổn hơn cũng không làm chất lượng hình ảnh tốt hơn. Thiết nghĩ có hơi quá khi mà quảng cáo là Full HD hay không? Theo hãng công bố thì pin của AirPods X360 là loại pin 4 cell 56.2Wh và có thể sạc trên 50% chỉ sau 30 phút. Theo bài test cá nhân của mình thì pin tụt 70% sau 4 tiếng 20 phút. Với các tác vụ như gõ Word, lướt web, xem YouTube, nghe ca nhạc với âm lượng 70%, có kết nối với loa ngoài, có subwoofer và cả nghe bằng loa của laptop, vẽ linh tinh trên skatepark trong điều kiện bật full sáng 100%. Tổng kết lại thì pin cho thời lượng trung bình 5 tiếng 40 phút cho các tác vụ như trên, một thời lượng trung bình chứ không phải là khả quan như giới thiệu. Tổng kết lại, với chiếc HP AirPods X360 chúng ta có cảm ứng đa điểm mượt mà, thiết kế đẹp mắt với các đường cắt kim cương cao cấp, màn hình 120Hz, hệ thống bảo mật chuẩn danh nhân, hai cổng USB-C Thunderbolt 3 hiện đại. Điểm hạn chế là giá hơi cao, loa chất lượng hơi kém, 500 hút phần nắp mà thân hơi chặt, webcam chất lượng trung bình. HP AirPods X360 được bán tại Techzone với mức giá 39.990.000 đồng cùng với nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn. Chi tiết xem tại website techzone.vn. Các bạn vừa xem xong bài đánh giá chi tiết chiếc laptop HP AirPods X360. Nếu thích video các bạn hãy bấm like và subscribe kênh của mình nhé, và để nhận thông báo video mới các bạn hãy nhấp vào cái chuông kế bên nút subscribe. Mình là Thỏ Mập, tạm biệt các bạn.